Đôi khi cái bật cho mình được nữa đúng không? Mình phải phải lên ăn rồi. Không còn cái thứ thôi. Cái gì làm này? Từ đốt cái cháy mấy giây nấy tôi nén đi mà nến á, rồi đốt nến chưa đi. Đi ăn trộm. Tắt mẹ học. Kệ. Đang chờ đó. Ủa. Mở ra chúc mừng sinh nhật mẹ mẹ nha. Thổi, ôi, còn phải thổi lấy nữa mà. À gì? À đấy, cho thổi vào cái nến kia kìa. Nào mẹ nhanh ra thế nào. Cho mẹ bê. Ừ, ra bê đi. Nhanh xử lý đi. Cái gì? Nào. Mày bước đi, tao đang bước đây. Nhanh, sao nào bọn con chuẩn bị nhanh không hết nến bây giờ. Nhanh không hết nến giờ. Nào mẹ nhanh lên ra đây nào, ra đây nhanh lên, xoay gương gì đấy. Cháy hết. Cháy hết. Nào mẹ chuẩn bị thổi lên đi. Ê mẹ ra đây ngồi đi. Mẹ ngồi thổi lên đi. Nào thở lên này, sao nào ngồi, có ước cái gì hay muốn gì thì ấy đi. Ôi giời ơi. Không phải lúc nào cũng được như thế này. Lúc nào cũng được cái đâu. Nào học ngồi xuống đi. Nào ngồi gần đây xem nào. Rồi xem mẹ có... Có ước cái gì không nhỉ? Có ước cái gì thì ước đi xem nào. Nào ước thì nhanh là thở lên, nó cháy hết cái số rồi bây giờ. Nhanh mẹ. Nào nhanh lên. Không. Nhanh. Nhà có ai đâu mà nghe. Thật. Tao không ước. Nào có ước cái gì thì nói nhanh nha. Xong rồi bỏ lấy nó, con bánh rồi con đang thèm rồi đang đói đây. Nhanh. Thế cứ xong thủ tục cứ đi rồi tao. Nào mẹ. Dẹp, dẹp ra rồi, đăng lên kiểu gì. Nào. Cái gì? Nào. 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 Nhanh cho bọn con thổ lên là ăn cái bánh. Rồi nó nhanh. Ô, nó không nói gì à? Ô, cái nhắm mắt lại nghĩ thì cái không phải không cần nói. Nào, không. Thôi, thế là thổ đi. Thôi thế là cho mẹ cắt mấy bánh đi, không có khối gì thôi. Cắt bánh đi, sao đây? Đó, quay cảnh cắt bánh nhá. Để lấy bánh kẹo anh, quá thôi. Để tao cắt bánh đi cho con ăn đi. Sinh nhật có mẹ mới ngồi, để khách ngồi như là gì thế. Nào, đây là anh đổi phiên nhau. Nào thì cắt đi. Hay là sale cho bọn con mấy bông hoa trước kìa. Hoa này hoa tưới nước mà héo. Có đĩa. Hoa hoa này nhiều đĩa mà. Tưới nước vào trong héo. Tưới nước đây. Hoa được tưới nước nó chảy héo. Rơi.
đâu sao đâu. Thôi sinh nhật này bọn con cũng chả có gì nhiều cả. Thì một thằng thì đi bộ đội, còn một thằng thì đi làm vẫn chưa có gì trong tay cả, nên chưa mua được cái gì to cho mẹ cả, nên chỉ được cái này thôi. Thì xin này thì bọn con chỉ muốn cảm ơn mẹ thôi. Thì bà công xin thành đẻ bọn con ra thì và nuôi dưỡng bọn con đến như thế này. Thì sau này bọn con sẽ cố gắng, thì chắc chắn là không để mẹ phải khó đâu, nên không phải cười. Thì đây hai bọn con lớn cả rồi thì mẹ không phải lo nghĩ gì cho bọn con cả. Thì à đây thì nhà nó cũng gửi lời chúc sinh nhật đến mẹ, thì cũng chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Thì sau này về dễ dễ từ đó tí đừng bắt nạt nó quá là được. Thôi được không? Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ừ. Ô nhưng mà sau người ta làm là đúng ba bông hoa nhỉ? Ăn đi. Thôi chén đi. À chén đi, chén đi. Thử xem có ngon không? Thế ba mẹ con xuống lại đây quay kỷ niệm phát không? Giờ lên hình đen ấy, đen chuỗi. Đen rất đẹp. Sao năm nay là sinh nhật mẹ được hai thằng con ở nhà này. Không phát biểu cảm nghĩ gì. Bé giờ chưa tổ chức sinh nhật rồi. Điên ké sinh nhật này đâu. Đấy, anh ấy đều có tổ chức nào đâu. Toàn bị bơ đã tổ chức nào. Lần đầu tiên